Trời ơi, nhậu mà nhậu ngoài vườn như thế này khi nào mới sai đây. Rồi nó con này nó đang diễn sâu nữa, nó ăn cho đã giả bộ, nó ngồi im mà nó không ăn. Tốt rồi mấy cá. Thánh xàm vlog là hiền. Tại do ăn vậy mới không đủ. Đây một 8 người mà có 1 con, còn đây có 4 người cũng 1 con. Điếm rồi, coi cái mặt điếm rồi, nó này học lớp 1 điếm. Mười người ăn có 1 con cái chim, còn đây có này 1, 2, 5 người ăn có 1 con cái con cá, tại là con cá thái tương. Nè, ai nhậu ở đây ăn cái nước, gắn cái nước này chị Lan. Ăn cao sang ghê không? Nè. Đây là đầu bếp cao thủ nãy giờ. Có những cái tai tượng. Con cá chim. Con cá chim. Con này đó, con này con cháu tụi nó xàm từ sáng tới giờ. Mày tới con cá gì?